Em Phượng xin chào các bác nhé. Vâng, video của em Phượng hôm nay tiếp tục lên cho các bác một mẫu full chức năng cực kỳ là VIP các bác. Dạ vâng, các bác vào xem video thì nhớ cho em Phượng một nốt kênh đăng ký kênh nhé. Và các bác mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại của em Phượng là 033 430 0810 hoặc liên hệ qua Zalo 033 430 0810. Số của em Phượng đã ghim trên màn hình hết video cả nhà nhé. Dạ vâng, thì hôm nay em Phượng lên một mẫu bếp mặt kính, hình sọc rất là đẹp cả nhà nhỉ. Kính vần sọc rất là đẹp luôn ạ. Xung quanh bô viền bằng inox cả nhà nhé. Vâng, xung quanh bô viền bằng inox rất là chắc chắn. Mặt đằng trước bếp này rất là đẹp cả nhà nhé. Màu này rất là sang các bác ạ. Màu rất là đẹp luôn này. Thì hôm nay em Phượng lên giới thiệu với mẫu bếp này thì riêng dòng bếp có hai lò nướng nhưng điều chỉnh bằng phím nhấn cả nhà nhé. Không điều chỉnh bằng cần gạt mà điều chỉnh bằng phím nhấn. Thì đầu tiên thì em Phượng sẽ giới thiệu con bếp này là Osakaga mã số 110 G440. Vâng, thì dòng bếp Nhật bên em đều có chức năng đánh lửa bằng đôi pin nhá, dùng IC đánh lửa bằng đôi pin. Phím nhấn cả nhà nhá. Và đây bên trái của bếp thì có phím hẹn giờ 3S này. Khi cần sử dụng với nhiệt độ cao thì các bác nhấn vào đây cho em Phượng 3 giây. Nó hiện nút đỏ thì mình dừng nhá. Và đây. Và khi không cần sử dụng với nhiệt độ cao thì mình không cần dùng cái phím này cả nhà nhá. Có hẹn giờ nấu nước. Đây là bên trái của bếp nhá. Có điều chỉnh ngọn lửa của bếp bên trái bằng cần gạt đấy. Và bên phải của bếp thì có hẹn giờ với nhiệt độ cao từ 140 đến 200 cả nhà nhá. Có hẹn giờ nấu cơm nấu cháo này. Và bên lò nướng này, lò nướng hai tầng lửa thì con bếp này thì điều chỉnh ngọn lửa bằng phím nhấn này cả nhà nhá. Đây ạ, phím nhấn đấy điều chỉnh ngọn lửa hai tầng lửa hai cần gạt thay cho cần gạt này cả nhà nhá. Lò nướng điều chỉnh ngọn lửa phím nhấn rất là hiện đại luôn này, thay cho cần gạt này. Đây, đồng hồ hẹn giờ của lò nướng nhá. Cộng tan trừ giảm cả nhà này. Hẹn giờ của phím nhấn hẹn giờ của lò nướng này, tùy các bác hẹn giờ nhé. Riêng con này thì điều chỉnh ngọn lửa rất là VIP cả nhà nhá, rất là ok luôn ạ. Bình thường thì những con phun chức năng có lò nướng hai tầng lửa thì điều chỉnh bằng cần gạt cả nhà nhá. Nhưng con này rất là VIP, sẽ thay cho cần gạt bằng phím nhấn này nhá. Cũng rất là dễ sử dụng các bác, không có vấn đề gì. Mình cứ nhấn ngọn lửa theo phím nhấn là được nhá. Và hai tầng lửa đây ạ. Khay nướng vỉ nướng bằng inox các bác nhá. Vỉ nướng là rất là đẹp này, khay nướng là rất là mới này. Sáng tròn luôn nhá. Trong khoang nướng đấy. Khoang nướng rất là mới cả nhà nhá. Với cái dòng bếp này có dây đẩy cái khay nướng rất là dễ cả nhà nhá. Mình đẩy vào đẩy ra rất là dễ luôn này. Đấy, họng điếu đốt của bếp ạ. Có miếng chân giò rất là xịn nhá. Khi mình sử dụng có nấu đồ ăn trào ra bên ngoài thì có cái chân giò này nó sẽ không dầu mỡ hoặc nấu nước trào thì sẽ không vào họng được cái này nhá. Ok luôn. Bô chi lửa của con này thì là bằng nhôm đồng nguyên khối cả nhà nhá. Và bằng đồng. Họng điếu đốt bên đây, bên phải bên trái đều đẹp cả nhà nhá. Kim cả miếng chạm đáy nâu cũng rất là ok luôn này.
với dòng bếp Nhật bên đèn Phượng đều có chức năng cảm biến. Khi mà gió thổi tắt lửa thì sẽ tự tắt khóa ga, và nước trào làm cho tắt lửa thì khóa ga, và khi mình nấu nước cạn thì tắt lửa khóa ga. Đều có cảm biến chức năng tự động tắt lửa khóa ga cả nhà nhé, rất là an toàn luôn ạ. Và dòng bếp thì có nấu tiết kiệm được ga lên tới 30% ga các bác nhé, rất là ok luôn ạ. Và em Phượng sẽ thử cái chức năng gió thổi tắt lửa thì khóa ga cả nhà nhé. Với con bếp này ngọn lửa thì cực kỳ xanh cả nhà nhé, ngọn lửa cực kỳ xanh luôn, xanh hầu như không thấy ngọn lửa các bác này. Đấy, ngọn lửa lên rất là to và xanh. Và dòng bếp Nhật thì có thể điều chỉnh, tự điều chỉnh ngọn lửa cả nhà nhé. Khi lên tới 250 độ C thì nó sẽ tự điều chỉnh ngọn lửa nhỏ lại, và quá 250 độ C thì nó sẽ tắt lửa và khóa ga nhé. Em sẽ thổi cái chức năng gió thổi tắt lửa khóa ga này. Em Phượng sẽ giảm nhỏ bớt lửa lại và thổi nhé. Và em đã thổi tắt bếp cả hai bếp cả nhà nhé, thổi tắt lửa cả hai bếp. Và trong khi gió thổi tắt lửa thì trong vòng 10 đến 15 giây đủ thời gian thì nó mới khóa ga được cả nhà nhé. Vâng, và con bếp này thì em Phượng đang bán với giá 4.400.000 đồng bao ship bảo hành 1 năm nhé. Đây ạ, có tín hiệu là còi vang lên là tắt lửa khóa ga cả nhà nhé. Em sẽ thử này. Khóa ga luôn, bếp bên phải khóa ga, bếp bên trái để khóa ga, cả hai bếp đều khóa ga, và trong khi vẫn giữ cái mức nấu cả nhà nhá. Đấy, rất là ok luôn cả nhà nhá. Bếp bên Đẹp Vượng thì đều bảo hành 1 năm, hỗ trợ kỹ thuật bếp trọn đời, và trong khi giao hàng thì em Vượng còn tặng đôi pin. Đấy, để cho các bác nhận hàng thử hàng và sẽ bao lưới chống chuột toàn bộ. Khi mình sử dụng thì chuột không thể vào cắn rứt dây điện, và rất là an toàn cho bếp nhé. Em sẽ cho cả nhà mình xem ngọn lửa ở trong khoang nướng nhé. Đây các bác, với dòng bếp khoang nướng 2 tầng lửa. Đấy, lửa rất là xanh nhé, trái xanh to và đều. Khi sử dụng với cái lò nướng 2 tầng lửa thì rất là tiện các bác ạ. Khi mình nướng đồ ăn thì có thể mình đặt đồ ăn lên vỉ nướng, nó sẽ tự chín mặt trên mặt dưới cả nhà nhé. Mình không cần phải điều chỉnh ngọn lửa, mình không phải điều chỉnh đồ ăn. Em xin lỗi, là khi mình đặt đồ nướng lên chỉ bên trên cái vị nướng thì lửa bên dưới tầng dưới và lửa tầng trên nó sẽ làm chín đồ ăn cả hai mặt nhé, mình không cần phải chở đồ ăn nhé, rất là ok luôn ạ. Hẹn giờ của lò nướng là 15 phút tối thiểu, tối đa 15 phút, tối thiểu 1 phút, tối đa 15 phút tối thiểu 1 phút các bác nhé. Và các bác có thể điều chỉnh ngọn lửa này, to nhỏ này, to nhỏ này, to nhỏ của thay cho cần gạt nhá. Đấy, to nhỏ thay cho cần gạt này. Đấy, rất là ok luôn cả nhà nhá. Bình thường có dòng bếp thì sẽ có cần gạt như thế này, điều chỉnh ngọn lửa của lò nướng nhá. Còn riêng cái bếp này thì là điều chỉnh ngọn lửa bằng tim nhắn á, rất là hiện đại nhá. To nhỏ này, to nhỏ này, rất là ok luôn cả nhà nhé. Còn đây là mình hẹn giờ cho lò nướng nhé. Rồi, em Phượng xin được báo giá lại là con bếp này em đang bán với giá 4.400.000 đồng bao ship bảo hành 1 năm các bác nhé. Bác nào ưng mẫu này thì có thể chụp lại màn hình giúp em Phượng, và khi mua hàng thì gửi qua Zalo cho em Phượng nhé. Và video của em Phượng đến đây xin được tạm dừng. Em Phượng xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo của em nhé.